Quý anh chị thân mến, trong cuộc hành trình nhân sinh của tuổi Nhâm Tuất, nó rất phong phú và đa dạng. Bị tình lừa có, bị lừa tiền cũng có, bị phụ bạc có, bị lợi dụng, lắm lúc có thị phi, khi lắm hàn oan, khi lắm bị hiểu lầm, lắm lúc được tung hô, rồi lại lúc được điều tiếng khắp nơi, tâm tư chìm xuống đáy. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều cách để cải vận mà Nhâm Tuất không biết có những thứ đơn giản mà lại mang tới cực kỳ nhiều may mắn và rất giàu. Nếu tinh tế làm được ba điều này, Phật độ ngay lập tức, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Thưa anh chị tuổi Nhâm Tuất thân mến, khi mặt trăng và mặt trời xoay quanh một số mệnh thì cũng chính là thời điểm chín muồi. Để nhân sinh phát triển và tự thành, trời sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đủ đường đi lối lại, đủ may mắn thuận lợi cho kiếp người. Với tuổi Nhâm Tuất 1982 thì năm Quý Mão là một thời điểm hân hoan hân hoa kết trái, rực rỡ rực thành như vậy. Câu chuyện này không chỉ là của 2023 mà nó còn là một trong những giai đoạn trung vận của mình. Sau đó không hẳn dừng lại không được bước tiếp, mà là tiêu xài nghỉ ngơi, ăn chơi trả thù đời, hưởng thụ cho bỏ cái giai đoạn chăm chỉ vất vả mà mình đã dày công. Sau đây là tin nhắn ngắn ngủi cho tuổi Nhâm Tuất, muốn được Phật độ, nhất định anh chị phải nghe được những dòng tâm tư này. Nếu anh chị muốn tương lai của anh chị thay đổi, vậy cho anh chị phải thay đổi hiện tại, vì tương lai và hiện tại hầu như là hai đầu của một sợi dây, và đều rung lên thì có sự chuyển động hiện tại. Gieo hạt táo khả dĩ sẽ có táo mà ăn, hiện tại gieo hạt rau thì dĩ nhiên chỉ có cơ hội mang rau về nhà. Gieo hạt ở đây không hẳn là đầu tư hay liều lĩnh hay chuyển đổi công việc, gieo hạt ở đây thay đổi hiện tại. Phần lớn là ở chỗ thay đổi nội tại trong con người mình, bao gồm khả năng, bản lĩnh, trình độ, tài năng chuyên môn, tư duy và sức chịu đựng áp lực. Tất cả những thứ đó có thể được hiểu, những hạt giống vàng, gieo được nó ở hiện tại, tức là có cơ hội đạt được sự rực rỡ, tự thành trong tương lai. Lẽ ở đời, thường rất ít ai coi trọng việc thay đổi bản thân mà cần phải phấn đấu, còn đâu thì có ai được gì, đạt được gì, thắng được gì, đều là do họ xứng đáng, nên người không ở trình độ mà ở chỗ cao, tuy đó không có, nhiều con người này đã cao. Thực tế đều biết điểm xuất sắc hơn người mình, nhưng không phải ai xung quanh nhận thức được, một số trường hợp ngộ được sớm, họ tự nâng cấp bản thân và tương lai của họ rực rỡ. Còn đâu, thường thì đời sẽ sắp xếp vận hạn để con người trưởng thành và lớn mau, vì ta học trong nỗi đau mau hơn mọc trong sự sung sướng. Nhâm Tuất thực ra đều đang trong cái giai đoạn bị đợi ép, hay phải thay đổi bản thân. Như vậy, làm được hay không là do anh chị cả, nhưng cứ hiểu trời có bát cá phải bay, nhưng cũng không ép chim phải bơi lội. Nên những vần xoay trong cuộc đời, tuy khiến ta mệt mỏi nhọc nhằn, nhưng thật ra đều nằm trong khả năng ta có thể chuyển hóa bản tâm, rồi sau đó tự thân mới giải quyết được. Nhâm Tuất cần hết tháng 9 âm là có thể gạt thu thành quả về người. Nhân gian vốn không có đường, đường sinh ở dưới chân của mỗi người, đi thế nào là do bản thân anh chị lựa chọn. Cũng như lòng như mệnh, xấu vốn cố định, vận mệnh hiện tại ở trong chỉ tay, ở mức hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của anh chị. Thay đổi được hay không là do bản thân anh chị tự quyết. Đừng quá uất ức hay hận trách đời. Anh chị đi gần xong cái đoạn để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng có được thành công rồi. Cố lên nha, biết trước được tương lai, nghe được lời tri ân của Phật cũng là một cách để tìm hiểu sự giàu sang và phú quý. Dưới đây là phần luận giải chính xác trong thời gian tới, anh chị sẽ gặp chuyện gì may mắn và đại họa sẽ như thế nào. Anh chị nhất định phải tập trung lắng nghe nhé. Anh chị hãy đăng ký kênh để có thêm một giây tỉnh táo nhé. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của tuổi Nhâm Tuất phải trải qua rất nhiều thăng trầm và đổi thay. Họ giỏi kiếm tiền nhưng lại không có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Dù gặp phải khó khăn, nhưng những người này may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua. Sau năm 45 tuổi, công danh sự nghiệp càng vững chắc, ổn định hơn. Nhâm Tuất rất chăm chỉ, cần cù trong công việc, nhưng đôi khi kết quả họ nhận được lại không như ý. Nếu có quyết tâm, cố gắng vượt qua, khó khăn sẽ được khắc phục, số hưởng sung sướng tài lộc về sau. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 đến 86 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện tốt thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Gia đạo của tuổi Nhâm Tuất không được êm ấm yên vui vì những sự cố từ chính gia đình họ. Nếu biết cách nhìn nhận vấn đề và khéo léo ứng xử thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Công danh được tạo dựng bằng chính khả năng của họ, chứ không phải bằng con đường học hành và chỉ dừng ở mức khá. Gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp, nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ vượt qua, đến năm 47 hoặc 48 tuổi lại càng có nhiều triển vọng và cơ hội khẳng định bản thân hơn. Tiền tài chỉ dừng ở mức vừa đủ đã là một điều hạnh phúc với tuổi Nhâm Tuất, vì họ là những người coi trọng cuộc sống tình cảm hơn bất cứ vật chất nào trên đời. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tuất 1982 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng anh chị đã thật sự hiểu về tính cách,
hay bản chất thật sự sâu bên trong con người của mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Tính tích cực, tốt bụng, thẳng thắn là những gì các con giáp khác nhớ đến khi nhắc đến tuổi Tuất. Trong cuộc sống của những người tuổi Tuất, luôn suy nghĩ cho người khác hơn là suy nghĩ cho bản thân mình. Họ sẵn sàng mở rộng cánh tay để chở che cho những người yếu thế. Trong giao tiếp, họ là người cương trực, thẳng thắn và công bằng trong việc phán xử các mâu thuẫn. Chính vì vậy, tuổi Tuất thường được lựa chọn ở những vị trí như trọng tài, bình phẩm. Trong học tập, người tuổi Nhâm Tuất luôn muốn tìm hiểu thêm những điều mới lạ bởi bản tính cần cù, ham học hỏi, nỗ lực vươn lên những vị trí cao hơn trong học tập. Đối với vị trí nhân viên, đây là những thành viên tích cực, trung thành và nhiệt huyết với công ty. Mục đích đi làm mỗi ngày của họ là thúc đẩy sự phát triển tập trung của doanh nghiệp. Nếu giữ vị trí kinh doanh, đây là nhóm có người hái ra tiền. Ở vị trí lãnh đạo, họ là những người mang đặc điểm kỷ luật và săn sóc. Đứng trước các lợi ích vật chất, họ luôn biết cách cân bằng giữa ý chí và tham vọng. Họ luôn biết cách giải quyết các mâu thuẫn và thỏa mãn bản thân trước khi lý trí bị tham vọng. Về tình cảm, người tuổi Nhâm Tuất là những người tình cảm, coi trọng gia đình và các giá trị truyền thống. Họ luôn hướng duy trì phát triển bền vững các mối quan hệ gia đình. Đây là thành viên mang tính kết nối các thành viên trong gia đình. Tính tiêu cực, người tuổi Nhâm Tuất là những người thẳng thắn. Chính vì thế họ phản ứng rất mạnh mẽ trước những bất công trong cuộc sống, dễ nổi nóng. Hay gặp sự bất công là chuyện thường gặp của tuổi Tuất. Tuy nhiên, họ rất nhanh lấy được trạng thái cân bằng nhờ sự sáng suốt khi suy xét mọi việc. Chính vì tính cách hay xem vào những bất công trong cuộc sống mà nhóm người tuổi này thường khá đa nghi. Họ chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và từ đó nhận định sai sự việc. Những người tuổi Nhâm Tuất muốn thành công cần phải thoát ly khỏi gia đình sớm để rèn luyện thêm tính tự lập và khả năng nhìn nhận, đánh giá cuộc sống. Đặc điểm tính cách trung thành là bất lợi, nhưng cho sự thăng tiến trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất có xu hướng làm việc cố định tại một công ty. Khi đi theo ông chủ, nhất định và đi theo lối mòn tư duy của chủ doanh nghiệp, dù đúng hay sai, vì thế họ bỏ qua rất nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Nhâm Tuất 1982 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé! Dựa vào sách Tử Vi biết được rằng, nhị hợp của tuổi Tuất là tuổi Mão. Theo ngũ hành, thì hành thủy của tuổi Tuất có lợi cho hành mộc của Mão và ngược lại. Chính vì thế, nếu hai con giáp này được đi cùng nhau trong sự nghiệp hoặc nên duyên vợ chồng, thì họ sẽ tạo ra được một sức hấp dẫn, thu hút tiền tài. Họ sẽ có một cuộc đời sung túc, của cải dồi dào, gia đình viên mãn. Nhóm tam hợp của tuổi Tuất bao gồm Dần, Ngọ, Tuất, được mệnh danh là nhóm độc lập với những ưu điểm như có tính cầu toàn cao, luôn hoàn thành mọi việc một cách tỉ mỉ nhất, coi trọng giá trị tinh thần hơn vật chất, yêu thích sự thử thách, luôn đương đầu với khó khăn, sống tự chủ, độc lập. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Nhâm Tuất 1982 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn và tháng phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm năm 2023. Tử vi sự nghiệp. Bước sang tháng 10 âm, tình hình công việc của người tuổi Nhâm Tuất lúc này khá ổn định, mọi việc có thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầng kiểm soát của bạn nên không cần quá lo lắng. Nhờ vậy, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành quả nhất định. Bằng chính sự nỗ lực của mình, bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần làm việc của mình lên cao hơn, bền bỉ, cố gắng hơn. Sự hăng hái giúp con giáp này làm việc mệt mài, bất kể thời gian và sức khỏe, có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận khí thất thường nên khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất, cho nên thận trọng vẫn là từ khóa mà bạn cần phải ghi nhớ trong tháng này. Nhất là những tháng có nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần thêm thời gian để phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng vội nản chí, có rất nhiều khả năng tiềm tàng bên trong con người mà bạn chưa khám phá ra. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, những năng lượng tiềm ẩn ấy mới xuất hiện và giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Cho nên, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, không được như ý muốn, hãy coi đó là một cơ hội để bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân. Tử vi tài lộc. Theo tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, cát tinh thái dương chiếu rọi, giúp tài vận của tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được nhiều mức lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, cát tinh này chủ về quý, chứ không phải phú. Điều đó có nghĩa là cơ hội thì sẵn có. Nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản và phụ thuộc rất lớn vào sự nhanh nhạy với thời cuộc của bản mệnh. Do đó, bạn cần tính toán kỹ lưỡng,
để cẩn thận đề phòng những rủi ro không đáng. Cũng đừng chần chừ quá lâu, bởi thời cơ tốt đẹp sẽ trôi qua mất. Nếu cần thiết, đừng ngần ngại hỏi xin kinh nghiệm của người đi trước. Nếu có ý định đầu tư, con giáp này có thể cân nhắc tiến hành ngay trong tháng này nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương, tốt nhất nên tránh những hạng mục như vậy còn hơn. Tử vi tình duyên. Trong tháng 10 âm, người tuổi Nhâm Tuất có thể yên tâm về chuyện tình cảm của mình khi có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa. Người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ những người khác phái, nhờ thế mà quan hệ xã hội mở rộng nên cũng dễ dàng tìm kiếm được một nửa của mình hơn nhiều so với bình thường. Nhưng gặt hái của việc đào hoa vượng khiến bạn cảm thấy rối ren trong nhiều mối quan hệ, không biết lựa chọn sao, tâm trí rơi vào hoàn cảnh ngày lắm mối tối nằm không. Vì thế, tuổi Tuất nên đưa ra sự lựa chọn cho mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể dần dần nghĩ tới chuyện về chung một nhà. Cả hai biết được những khó khăn đang chờ đợi phía trước, nhưng tình yêu đủ lớn để giúp cả hai bạn tin tưởng và cùng nhau vượt qua tất cả, tạo dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Tử vi sức khỏe. Nhìn chung phương diện sức khỏe trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tuất khá tốt, bệnh nặng không mắc, có chăng chỉ là đôi chút mệt mỏi, cảm cúm vặt hay do thay đổi thời tiết mà thôi. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, con giáp này luôn biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng, nhắc nhở, cát tinh này còn có thể mang tin vui bầu bí cho các cặp đôi, mong mỏi đã lâu. Ngoài ra, áp lực tinh thần do công việc, cuộc sống gây ra khiến thể trạng bị suy yếu cũng là điều không thể chủ quan, bởi nó có thể gây ra hệ lụy quan trọng nếu kéo dài, cho nên bạn cũng cần chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng phải lo ngại. Tử vi tháng 11 âm năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, ảnh hưởng của dịch mã nên dự báo thời gian này của bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy, lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi, thời gian này dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì. Mọi việc mình phải tự xoay sở, khi bản thân phải tự lo cho mình. Về cuộc sống, chính là lúc tuổi Tuất bản thân để có cơ hội trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn. Không những thế, càng vất vả buôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào, bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà bạn có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng lắm, nhưng bù lại là thành tích đạt được đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh xác định rõ ràng vấn đề xử lý, do đó, nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn. Sự lo lắng không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống khiến mình dễ gặp phải vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau bệnh tật. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi của tuổi Nhâm Tuất tháng 12 năm 2023 âm lịch, Tết ấm áp, khi tiền đầy đủ, tiêu xài thả tay. Vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi khoa học, tuổi Nhâm Tuất ở thời điểm này đang phải gánh trên vai khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà bản mệnh bỏ cuộc, con giáp này vẫn đang cố gắng để đảm bảo kiểm soát được mọi chuyện trong tầm tay của mình. Thương quan xuất hiện, khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra, song bản mệnh đều có thể giải quyết được hiệu quả. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy sự tự tin và độc lập của con giáp này, bản mệnh biết năng lực của mình đến đâu, biết được mình có thể xử lý được những vấn đề trước mắt, nên nhận lời làm việc, dù trong tình huống nào, những chú chó cũng giữ cho mình những tinh thần sáng suốt và minh mẫn để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Bạn chăm chỉ làm việc, dựa vào chính bản thân mình, chứ chẳng hề nhờ cậy ai, những nỗ lực của con giáp này rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, cấp trên có thể sẽ khen thưởng bạn để động viên nó. Tử vi tài lộc. Xét về phương diện tài lộc thì tháng 12 âm lịch này, những chú chó sẽ có tài vận khá lý tưởng, bản mệnh bảo đảm công việc tiến triển tốt, dù có nhiều khó khăn, trắc trở cản đường. Ngoài tiền lương, con giáp này còn nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, có thể trong khoảng thời gian tới, bạn còn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa cơ. Những khoản tiền thưởng không quá lớn, nhưng lại là động lực để bạn tiến bước và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Bạn có quy tắc riêng của mình, không dễ dàng tiêu xài quá mức chi trả, nên đảm bảo được tài lộc trong tay, không bay biến nhanh chóng chỉ sau một buổi mua sắm. Tử vi tình duyên. Trong tháng có thái âm trợ mệnh, người độc thân vẫn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tình yêu, đào hoa phơi phới, những dịp tụ họp đông người như liên hoan. Tất nhiên cuối năm, bạn có thể nhận được người tâm đầu ý hợp phù hợp với mình, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi người khác trao duyên tận tay mình. Song, với cục diện tương hình ngắn trở thì các cặp đôi có nguy cơ phải đối mặt với sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Không may mắn như người độc thân, con giáp này sẽ bị đối phương trách móc khi bận bịu với công việc mà bỏ bê người yêu, gia đình. Xem phi tinh tháng 12 nên hạn chế để đồ màu đỏ ở góc chính đông trong nhà. Thất xích có thể khiến bạn mâu thuẫn thêm gay gắt, dù bản mệnh hết lời giải thích. Nhưng dường như lời giải thích không có sức nặng, thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít, khó tránh được đối phương lại có những suy nghĩ như vậy. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe không phải là mối lo của tuổi Nhâm Tuất trong khoảng thời gian này, bản mệnh hoàn toàn có thể đảm bảo được thể trạng tốt nhất của mình. Trong tháng, nhờ thói quen sinh hoạt điều độ và luyện tập thể dục thể thao lành mạnh. Thưa quý vị, Phật dạy, một trong việc đơn giản này nếu không làm được thì dù có cúng dường Phật nhiều đến đâu cũng vô ích. Phương pháp cúng dường cao quý nhất theo giáo lý của nhà Phật, Phật, Tăng, Cha, Mẹ, người đau khổ, được coi là phúc điền, tức thửa ruộng có năng lực sinh ra phúc đức. Vì kính nhờ Phật, chúng tăng, cha mẹ mà người cứu giúp người nghèo khổ, đau ốm thì tích được phúc đức. Giống như người nông phu, gieo trồng trên một mảnh ruộng thì có thu hoạch được trái ngọt, trong đó chư Phật được coi là phúc điền lớn nhất. Muốn tích được điều báo phúc thiện thì có thể chọn cúng dường Phật, nhưng nên cúng dường Phật thứ gì để đạt được công đức rồi sao nhất? Thực ra, rất nhiều người tín Phật bái Phật mỗi ngày nhưng lại dùng sai phương pháp để cúng dường Đức Phật. Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất là gì? Phật dạy rằng, hãy cúng dường chính cha mẹ mình, đó mới chính là phương đức cao quý nhất, gieo nhân thiện, đợi gặt thành quả, là chính nhất và thiết thực nhất. Cha mẹ hai đấng sinh thành có một vị quan trọng trong tâm thức của con người Phật, ngang bằng với Phật và các vị Đại Đa Bồ Tát, nên gặp thời không có Phật, khéo bụng nhờ cha mẹ, tức là phụng nhờ Phật. Vậy theo Đại Kinh Tập, vốn dĩ Đức Phật vốn không thiếu thứ gì, đừng tưởng dùng những thứ vật chất quý giá để cúng dường Phật, sẽ đạt được hạn vô đức năng, đừng nghĩ rằng cứ quỳ lạy thắp hương mỗi ngày trước Đức Phật thì công đức của bạn sẽ lớn nhất. Thực tế, khi Đức Phật còn tại thế, cuộc đời của Ngài rất đơn giản. Trong bài đầu tiên của Kinh Kim Cương đã mô tả về cuộc đời của Đức Phật như sau. Kinh Kim Cương chép rằng, một thuở Đức Phật thành Xá Vệ đang đứng bên cây Kỳ Đà trong vườn cấp cô độc cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo. Tới giờ ăn sáng, Ngài mặc y tăng, cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi trở về ăn xong, Ngài thu dọn y bát, rửa chân, trải tòa ngồi xuống. Đó là hình ảnh về cuộc sống thường ngày của Đức Thế Tôn. Một cuộc sống bình thản, đơn dị, trong sự tỉnh thức, trong kinh không hề nói có hào quang, sấm chớp, đất trời rung chuyển hay một hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra. Như trong một số kinh điển Đại Thừa, ngày ngày, đêm ngồi dưới gốc cây, không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần quần áo giàu sang, nên khi cúng dường chư Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng những thứ đắt tiền nhất chính là những thứ cúng dường tốt nhất. Việc cúng dường tốt nhất theo Đức Phật chính là cúng bậc sinh thành. Nếu bạn không thể làm điều này, thì dù bạn có cúng dường Phật, những thứ quý giá hơn cả đời đi chăng nữa, cũng vô ích vì bạn không tuân theo lời Phật dạy. Phật dạy, hãy cúng dường cha mẹ mình. Đức Phật dạy rằng, khi chưa có Phật trên đời, bạn nên phụng dưỡng cha mẹ của mình cho tốt, vì phụng dưỡng cha mẹ chính là cúng dường Phật. Việc cúng dường tốt nhất trên đời chính là coi cha mẹ bạn cũng như những vị Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm chép rằng, một lần Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, có hai pháp dành cho người phàm phu, được công lớn nhất, thành quả báo lớn, được vị cam lồ, đến với chỗ vô vi. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha, mẹ, đó là những người được công đức lớn nhất, thành quả báo lớn. Lại nữa, nếu cúng dường Bồ Tát, một đời bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là này tỳ kheo, bố khí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi. Thế nên, các tỳ kheo hãy thường nhớ hiếu thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các tỳ kheo, nên học điều này, bấy giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. Giáo lý nhà Phật luôn rất coi trọng chữ hiếu, tất nhiên, không phải ai cũng hội đủ duyên lành để chọn hiếu, nhưng chí ít, chúng ta phải luôn tâm niệm, đau đáu trong lòng về chữ hiếu và tìm cách thể hiện. Chữ hiếu thật lớn lao, bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Trong vô vàn những ý nghĩa cao đẹp của chữ hiếu, có người làm được phương diện này, có người làm được phương diện khác, tùy nhân duyên, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi nhà mà thực hành hạnh hiếu cho phù hợp. Quan trọng là cần phải xác định lâu dài là cốt tủy,
là tinh túy, là chữ hiếu để phụng hành. Bởi có khi chúng ta có duyên làm được phần chính của chữ hiếu mà lại không hay. Nhà Phật nói rằng chúng ta cúng dường cha mẹ, tức là cúng dường Phật. Công đức của hai việc là như nhau, theo lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ hiếu. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta. Vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.